Hello xin chào bạn. Chủ đề hôm nay chúng ta sẽ chủ đề chính là chúng ta sẽ vẽ khi bị mặt. Oh my god. Và mình sẽ comment của các bạn từ Twitter với cả hay Facebook. Các bạn để inbox cho mình. Tóm lại thì mình cảm ơn. Và mình thấy các bạn kiểu rất nhiều các bạn đấy. Mình sẽ người đầu tiên vẽ. Vâng, để mình sẽ đi đọc comment. Let's go. Xem nào. Comment đầu tiên chính là vẽ một cái iPhone. Oh my gosh. Okay, có vẽ gì gì không? Vẽ có iPhone kiểu gì nữa? Tùy mình. Và đây đây cái khăn nhá. Ok. Khăn đeo cổ mà mình chỗ này thế này không? Thế là bị bất bình. Oh no. Chỉnh xem có bị bịt mũi không nhá. Ok, này rất đẹp trai. Chị bắt đầu. Rồi, một cái iPhone. Đấy. Sao này không? Đấy. Finish. Wait, let's see. Here, detail. There's some bugs here. Ok. Hello. Ok, mình có thể mở mắt ra nào. Holy cow. Chưa, đây là iPhone của mình. Oh my god, I can't look. Ok, đến lượt mình. Ok. Ok, tiếp tục. Đó chính là chúng ta phải nhập mình. Là thằng phải vẽ một cái gì nhỉ? Wait, let me read the comment. Ok, để tự nhiên. I can do it myself. Ok. Ok, đó chính là vẽ một thằng Minecraft. Ok. Vẽ dễ thế. Nhưng mà đây, let me check. Good. And also
up. Because then you need a pooper. Why does that look like poop? Why does that look like poop? I can't see because I don't know. This looks like poop so much. Okay, I finished. Finished? Wait, I must draw. Here in place. Okay. Okay. Holy crap. Đây là this is Umaraka. Cái con mà mình ở bên mặt đất. Wait. I think this is the body. This is what the head. What? Can I draw again? No. It's my turn. Okay. This is my turn. Okay. Set up here. Okay. Set up. Comment. Okay. Oh. Comment là chính là nước phải vẽ lại mặt của mình. What? Okay. I must draw my own face. Okay. Flip the paper. Let's draw. Yes. Okay. Blindfolded. Đứng đặt ra đi. Wait. Từ. Nó đang kéo. Don't worry. We'll stop. Okay. 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 Let's bắt đầu vẽ. Đây là cái máy tính đi. Chờ đây. Đây là đầu. Okay. Vẽ mặt Đức. Thì khá đơn giản. Các bạn the big reveal. Cool. Wow! It's actually but cool. This is me. Cool. This is cool. But you look so creepy. I look so creepy. Nếu bạn vẽ được này thì mình phải gọi là so creepy luôn. Quá kinh dị. Creepy crazy. Oh my gosh. Okay. Let's go. Đây là comment cuối cùng của mình. Here's a new paper. Okay. Đây là comment cuối cùng của mình. Now it's your turn. Comment. Okay, let me read it.
Roblox. One Roblox. Just one man. Một người đang vẽ cái bánh. À, phải đang ăn kiểu. À, cái cắt lá của cái khét của cái Roblox. Yes. Yes. Okay, do it now. Okay. Đây, đây sẽ là cái cuối cùng. The last comment. Đây là Lego của mình nhá. iPhone, Flying Pony, đấy cả MT. Đây là bức tranh của Minecraft của Đức, nhá. And Roblox. Roblox making a cake. Và các bạn hãy chọn bốn cái này nữa. Đây là em vẽ bản thân của mình. Ok, các bạn hãy chọn. Chọn hai bình chọn. Hãy chọn bình chọn xem bốn trong bức tranh này bức tranh nào mà hay và đẹp nhất thì và vote. Hãy vote for the Diamond King or vote for Ducky Sailor. Hãy vote for Ducky Sailor. Hey, don't you dare to cheat. You're cheating. Okay, good. Today, video của mình đến đây là kết thúc. Nếu bạn thích video này, hãy nhớ like and subscribe và channel của mình để có thêm những video như thế này nữa. Và mình sẽ nói luôn. Chào tạm biệt. Good. Goodbye. Bye. Yeah. Come on. Okay. Let's watch.